đo huyết áp định kỳ thì có tầm quan trọng như thế nào? Và Sơn xin chào bà con ha. Đo huyết áp định kỳ nó rất là đơn giản, chỉ mất 1 phút thôi nhưng mà cực kỳ quan trọng nha. Đó, tại vì chúng ta có thể tránh được cái triệu chứng tai biến nè và những cái bệnh tụt huyết áp rất là nguy hiểm. Thì ngày xưa đó, ông bà mình khi trên 60 tuổi thì mới có triệu chứng cao huyết áp. Nhưng mà hiện tại á, do cái môi trường nè, chế độ ăn uống nè và cái áp lực làm việc rất là nhiều, nên là thanh niên có thể trên 20 tuổi là đã có bị bệnh cao huyết áp rồi. Nên là nếu mà chúng ta có điều kiện đó, mình nên mua một cái máy đo huyết áp để cho sử dụng cho cả gia đình luôn. Tại vì máy đo huyết áp ngoài đo huyết áp nè, nó còn có thể cảnh báo sớm đột quỵ cho cả nhà mình nữa. Ví dụ giống như huyết áp mình nó bình thường nó hơi cao, mỗi ngày nó cao như vậy nè, thì mình theo dõi thì mình biết nó đang cái ngưỡng cao thì mình sẽ điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Còn nếu mà như ngưỡng huyết áp mình nó quá cao mà mình lại chịu áp lực về công việc hoặc là cái chế độ ăn uống không hợp lý thì nó rất là nghiêm trọng nha. Thì máy đo huyết áp hiện giờ đó nó tầm khoảng hàng chính hãng là khoảng 1 triệu đến 1 triệu rưỡi, còn những dòng cao cấp mà cảnh báo đột quỵ thì tầm khoảng 2 đến 3 triệu đó. Nhưng mà khi mà chúng ta mua hàng chính hãng á, mình sẽ được bảo hành 5 năm và máy thì xài được khá là tốt, cả 5-7 năm là bình thường, chục năm là bình thường đó. Thì chúng ta chỉ có tốn một lần mua máy và pin thôi. Nếu mà như ông bà mình lớn tuổi thì nên đo hàng ngày nha. Ví dụ hàng tháng á, mình mới đi kiểm tra sức khỏe, mình mới gặp bác sĩ một lần. Nhưng mà cái huyết áp mình nó trong ngày nó thay đổi như thế nào thì mình không có biết đó. Nếu mà ông bà mình có triệu chứng huyết áp rồi phải đo huyết áp hàng ngày nha, và phải uống thuốc điều chỉnh huyết áp chứ không được bỏ. Tại vì cái bệnh cao huyết áp là kẻ giết người thầm lặng. Còn những cái huyết áp mà thông thường rẻ tiền đó mà không có được kiểm định đó thì rất là nguy hiểm. Giả sử huyết áp mình cao mà máy lại đo báo thấp, hoặc là huyết áp thấp báo là cao, thì chúng ta uống thuốc không hợp lý thì rất là nguy hiểm nha. Thì bên cạnh và Hoàng Sơn có rất là nhiều video về cách là lựa chọn máy đo huyết áp nè và cách kiểm tra huyết áp tại nhà như thế nào. Cô chú mình có thể xem thêm nha, hoặc là bà con mình có thể gọi điện trực tiếp Hoàng Sơn và số điện thoại bên dưới để có thể tư vấn kỹ hơn.